Tiếp theo là thông tin bình giữ nhiệt Trung Quốc đang được cơ quan chức năng nước này khuyến cáo có chứa chất gây ung thư. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng Việt lo lắng. Đây là kết quả của cuộc thí nghiệm do Viện Nghiên cứu và Kiểm định Chất lượng thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc phối hợp với các đơn vị cùng lĩnh vực tiến hành vào cuối tháng 2 vừa qua. Theo đó, kết quả thí nghiệm cho thấy bình giữ nhiệt do Trung Quốc sản xuất có chứa sợi amiang cực kỳ độc hại đối với con người. Trong buổi thí nghiệm, các chuyên gia đã đựng nước tinh khiết và nước trái cây trong hai mẫu bình giữ nhiệt cùng loại. Sau một thời gian, hàm lượng kim loại nặng trong nước trái cây đã tăng đột biến và vượt quá giới hạn cho phép. Phân tích mẫu nước tinh khiết thì không thấy có hiện tượng tương tự. Thép không rỉ hay còn gọi là inox là một dạng hợp kim của sắt chứa một số kim loại nặng như chrome, mangan và nickel. Thép không rỉ có đặc tính bảo ôn rất tốt nên được sử dụng trong công nghệ sản xuất bình giữ nhiệt. Các chuyên gia nhận định nước trái cây hay trà là đồ uống có tính axit khá mạnh. Khi được đựng trong các bình làm bằng chất liệu inox sẽ kích thích quá trình giải phóng kim loại nặng trong inox. Do đó, người thường xuyên sử dụng nước trái cây, trà đựng trong bình giữ nhiệt inox kém chất lượng có nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư da. Theo đó, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm uy tín có tem mác ghi rõ sử dụng vật liệu thép không rỉ 304. Làng biệt thự Osaka hiện lên như một miền đất lạ, rất đổi nên thơ, trữ tình. Nếu như không khó để bắt gặp những công trình kiến trúc Pháp cổ khi đến với Đà Lạt, thì Osaka lại tạo một điểm nhấn đặc biệt với không gian của nét Huế xưa.